Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em đưa lên hướng về Chúa. Cha ơi, chúng con cần lời hàng sống của Ngài. Chúng con biết rằng lời của Ngài là linh lương cho chúng con, để nuôi dưỡng tâm linh, tâm hồn chúng con và cũng đem đến những ích lợi cho cả thể xác của chúng con. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng con, để khi chúng con nghe lời của Chúa thì những lời ấy sẽ không bị cướp mất đi một cách vô lý. Khi chúng con nghe lời Chúa thì lời đó sẽ được đóng ấn vào trong tấm lòng của chúng con. Và chúng con cũng ghi nhớ ở nơi tâm trí của chúng con nữa. Chúng con sẽ không quên lời của Chúa. Và nhờ chúng con ghi nhớ lời của Chúa, tin cậy lời của Chúa và thực thi lời của Chúa mà đời sống chúng con được tự do, được chữa lành, được phước hạnh và trở nên kết quả bội phần hơn cho Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Thánh Linh hành động một cách mạnh mẽ trong khi lời của Đức Chúa Trời được công bố, và Ngài đánh đuổi tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm nào đang lai vãng tìm cách gây chi phối cho anh chị em con. Ngài khiến cho anh chị em con tập trung trọn vẹn trong lời của Ngài và không có bất cứ một điều gì làm cho họ sao lãng. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời vào thánh cùng ngồi. Đề tài của chúng ta hôm nay là gì anh chị em có biết không? Đọc tin tức tôi đã đăng trên hội thánh online chưa? Đức tin chết và đức tin sống. Nhiều người suy nghĩ ngộ ha. Đức tin có đức tin chết với đức tin sống ở đây nè. Nhưng mà đây chính là lời của Đức Chúa Trời cho anh chị em. Cái điều mà tôi suy nghĩ là gì? Tại sao ngày hôm nay có rất là nhiều người nhận mình là tín đồ của Đức Christ, tín hữu tin lành gì đó, nhưng mà chúng ta sống một cái đời sống nó không đúng với những gì mà Kinh Thánh ghi lại. Tôi vẫn ghi nhớ cái câu Kinh Thánh này: kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Nhưng thật tình mà nói thì tôi quan sát đời sống của rất là nhiều người tín đồ, thậm chí tôi không tìm thấy một cuộc sống thật sự có ý nghĩa nữa, chứ đừng có nói gì đến một cái đời sống dư dật và sung mãn. Và tôi suy nghĩ rằng thật là đáng tiếc, bởi vì Chúa Giêsu đã đến thế gian này và chết trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng, và nhờ sự chết, sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, những người nào nếu thật sự tin nơi Ngài, phó thác cuộc đời của mình cho Ngài, thì những người đó sẽ thoát ra khỏi những sự rủa xả, sẽ thoát ra khỏi những gọng kìm của ma quỷ, thoát ra khỏi những ngục tù của ma quỷ, thoát ra khỏi ách nô lệ và kinh nghiệm sự tự do. Kinh Thánh nói như vậy, nhưng trong thực tế thì tôi thấy không có nhiều người thật sự sống một đời sống tự do. Nhưng như chúng ta bị trói buộc trong rất là nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta nói mình tin Chúa, nhưng những người xung quanh nhìn vào thì không thấy Chúa đâu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nói là Chúa là nguồn của mọi phước hạnh, nhưng chúng ta bản thân nói mình là con cái của Chúa, nhưng chúng ta lại không có những phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Và đó là lý do vì sao chúng ta rất khó để nói về Chúa cho người khác. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng trước đây, trong một cái giai đoạn rất là tồi tệ của cuộc đời tôi, miệng tôi vẫn luôn nói về Chúa, nhưng mà có những người bạn họ đã phun nước bọt trước mặt tôi, rồi họ nói thẳng vào mặt tôi luôn, họ nói rằng thà là ân đừng nói gì về Chúa còn hay hơn. Bạn bè cứ chơi là chơi, đừng nói về Chúa, mình không thích nghe. Tôi nghĩ rằng họ có một cái sự suy nghĩ khi họ nghe những gì tôi nói và những gì tôi thật sự làm và những cái gì là kết quả cuộc đời tôi, cho nên họ không muốn tin vào những điều đó. Có người thì nói rằng đừng nói gì về Chúa nữa, nếu mà nói về Chúa nữa thì không còn là bạn bè nữa, nếu muốn là bạn bè thì tốt nhất là đừng nói về Chúa. Thật ra không phải là họ kỳ thị, nhưng tôi tin rằng những gì tôi nói và những gì ở trong đời sống của tôi nó không có một sự tương thích với nhau. Thưa anh chị em, đây chính là vấn đề. Và rất là nhiều người liên hệ với tôi và nói là mục sư ơi, tôi muốn cứu ba của tôi muốn cứu mẹ của tôi muốn cứu vợ của tôi muốn cứu chồng của tôi muốn đem tin lành của Chúa đến cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà tôi không thể đem được một người nào đến với Chúa ấy. Và một số người khác thì cứ liên hệ và họ kể biết bao nhiêu cái chuyện đau đớn bầm dập trong cuộc đời của họ, và tôi ngồi tôi suy nghĩ là mình nếu là một cái đấng nhân thì tại sao cái cuộc đời lại như vậy? Nếu mà chúng ta chưa kết quả lắm cho Chúa thì
cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Có thể là vì chúng ta mới tin Chúa, chúng ta chưa biết nhiều nguyên tắc ở trong lời Đức Chúa Trời, chúng ta chưa có áp dụng những nguyên tắc đó, cho nên chúng ta thấy đời sống mình chưa kết quả lắm. Nhưng cái năng để ở chỗ là gì? Rất là nhiều người nói mình là cái nông nhân, nhưng mà đời sống chúng ta đầy dẫy những năng để. Đời sống của chúng ta rất là toàn nhập. Chúng ta có nhiều lời than thở hơn là những lời ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước vào một cộng đồng thì người ta ít nghe chúng ta nói những lời tích cực, mà thay vào đó là những lời tiêu cực. Anh chị em có bao giờ đối diện với những con người như vậy chứ? Ở khi gặp họ thì họ nói toàn là những lời tiêu cực, đến nỗi mà ở ngoài đời người ta có một cái nghề dành cho những người như vậy, người ta gọi là làm nghề gì? Bán hàng. Anh chị em có muốn mình làm nghề bán hàng không? Và anh chị em có thích gặp mấy cái người bán hàng theo kiểu đó ở trong cuộc đời mình không? Cuộc đời của chúng ta có quá nhiều gánh nặng rồi. Chúng ta cần gặp ai đó nói những cái gì tích cực, những cái gì lạc quan, những gì mà chứa đựng hy vọng, những gì mà có thể đem đến cái sự cứu giúp cho cuộc đời chúng ta, đem đến sự khởi sắc cho cuộc đời chúng ta. Chứ chúng ta không cần gặp thêm những cái người mà nói những cái điều làm cho cuộc sống chúng ta càng chung xuống, càng nặng nề thêm. Chúng ta đang định có một cái gì đó khởi sắc thì chúng ta gặp một cái bà đó, cái ông đó, hay cái anh đó, cái chị đó bước vào nói vài câu, chúng ta nghĩ thôi chắc mình bỏ cuộc luôn rồi, chúng ta không muốn gặp, đúng không chị em? Và cũng có thể rất là nhiều người không muốn gặp chúng ta. Hôm nay tôi ước ao rằng tôi và anh chị em có cơ hội để nhìn lại cuộc đời của mình, bởi vì tôi sắp sửa cùng với anh chị em đi vào một giai đoạn mới. Và Chúa nói với tôi rằng các con cần phải rà soát lại cuộc đời các con trước khi các con muốn bước vào một giai đoạn mà Kinh Thánh gọi là cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, thì các con phải rà soát lại những điều rất là căn bản trong cuộc đời của các con. Và chúng ta phải làm lại từ đầu những cái điều gì rất là căn bản, nếu như có cái gì do sai trật ở trong cuộc đời chúng ta, thưa anh chị. Và hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ một cách kỹ càng về đức tin. Có thể một số anh chị em cũ, một số anh chị em đã tin Chúa lâu hơn, nói rằng mục sư ơi, tới giờ này mục sư còn nói về đức tin sao? Chứ đó là nói từ lúc ban đầu, lúc mà tôi mới đến với Chúa, chứ bây giờ thì không cần phải nói về đức tin nữa. Anh chị có nghĩ là đề tài này thừa không? Tôi xin thưa là không bao giờ thừa, thưa anh chị. Không chỉ nói cho những người mới, mà nói cho những người cũ và cho chính bản thân của tôi nữa. Có đến lúc chúng ta cần phải dừng lại và kiểm tra lại đức tin của mình, xem đức tin của mình nó có thật là đức tin hay không, hay là nếu đức tin thật thì nó đang ở cái mức độ nào của đức tin. Bởi vì chúng ta có đức tin thật và đức tin giả, chúng ta có đức tin chết và đức tin sống, chúng ta có đức tin yếu đuối và đức tin mạnh mẽ. Có rất là nhiều loại đức tin khác nhau, và kể cả ở trong một cái đức tin thật thì cũng có những cấp độ đức tin khác nhau, và chúng ta không thể nào dậm chân tại chỗ được. Điều mà tôi mong muốn nhìn thấy ở nơi đời sống anh chị em là một tấm lòng khao khát để vươn tới một đức tin cao hơn mỗi ngày. Khi anh chị em có một đức tin cao hơn, một đức tin mạnh mẽ hơn, một đức tin xác quyết hơn, thì quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống trên cuộc đời của anh chị em theo một cách mà anh chị em không thể nào tưởng tượng được. Trên bản thân của tôi, có thể theo đánh giá của nhiều người, tôi có một đức tin mạnh. Hầu như người ta đều nói về tôi như vậy. Nhưng tôi thú thật với anh chị, mỗi khi mà tôi ngồi lại, tôi suy gẫm lời của Chúa và tôi suy nghĩ về những gì mà mình đang đối diện trong cuộc đời của mình, thì tôi vẫn thấy là đức tin của mình còn nhỏ bé lắm và phải học hỏi rất là nhiều. Tôi thường xuyên nói với Chúa điều này, và thậm chí có những lúc tôi khóc và tôi nói với Chúa, con khao khát điều lớn hơn. Không biết là những gì mà con đã có, đang có là những điều lớn so với nhiều người, nhưng mà Chúa ơi, con biết rằng trong cái kho của Chúa có rất là nhiều điều tuyệt vời mà con chưa từng chứng kiến. Con không muốn rằng khi nào lên tới thiên đàng thì con mới thấy được những cái điều tuyệt vời, nhưng con muốn rằng ngay trên đất này con có thể kinh nghiệm được những phần thưởng của Chúa, con có thể kinh nghiệm được những công việc quyền năng mà mắt con chưa từng thấy, tai con chưa từng nghe và lòng con chưa từng nghĩ đến. Anh chị em ơi, chúng ta đừng sống theo cái thái độ là tôi tin Chúa để đó và tôi chờ cái ngày mà Chúa đem tôi vào thiên đàng, hoặc là Chúa tái lâm, hoặc là tôi chết rồi tôi được Chúa đem vào một cái nơi của Chúa rồi cuối cùng thì tôi được đem vào thiên đàng. Đừng sống với một thái độ bị động như vậy. Tôi ước ao là anh chị em sống mỗi một ngày có một nỗi khao khát, một cái niềm khao khát tươi mới ở trong anh chị. Bởi vì sao? Kinh Thánh nói rằng Ngài rót nước trên người khát khao. Chúa có như quyền năng để đổ đầy cho chúng ta. Nhưng tại sao cho tới giờ này có rất là nhiều người họ nói với tôi rằng tôi cầu nguyện mỗi ngày, tôi kêu gào với Chúa, nhưng mà sao Chúa không ban quyền năng cho tôi? Tôi nói với một số người thế này, chẳng lẽ anh chị em nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rất đế kỷ sao? Chẳng lẽ anh chị em nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một ông cha rất là bụng xỉn, rất là hà tiện? Chẳng lẽ anh chị em nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời keo kiệt sao?
hay là Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rất là vô tâm hờ hững, Ngài không quan tâm đến những cái gì đó rất quan trọng của cuộc đời chúng ta sao? Tôi không tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta như vậy. Anh chị em có tin rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời keo kiệt, bủn xỉn, vô tâm hờ hững và không quan tâm đến cuộc đời mình không? Anh chị em có tin như vậy không? Tôi không tin rằng có ai đó là con gái thật của Chúa mà lại nói như vậy hoặc là nghĩ như vậy. Tôi đọc trong Kinh Thánh và tôi thấy rằng đến cái sợi tóc của chúng ta mà Chúa cũng đếm được. Chúa nói là kể cả những sợi tóc ở trên đầu của chúng ta, những sợi ở trên đầu cũng như những sợi đã từng rơi xuống, Chúa đếm từng sợi một. Và Kinh Thánh còn nói là Chúa đếm từng bước chân của chúng ta nữa. Tôi đọc ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, có vài lần tôi nói với các anh chị em nhân sự, những cái chỗ như là xây dựng đền tạm hoặc là những cái nghi thức tế lễ này nọ, Kinh Thánh ghi một cách chi tiết. Khi mà Kinh Thánh hướng dẫn Môi-se, Đức Chúa Trời hướng dẫn Môi-se để dựng đền tạm, thì chúng ta thấy không, Đức Chúa Trời nói đến từng cái lỗ trụ, từng cái lỗ mộng, từng cái khoe, từng cái đòn, từng cái riêng gì đó, đủ thứ mà nhiều khi chúng ta đọc chúng ta nghĩ ủa cái này nó lằng nhằng quá mà chúng ta bỏ qua. Nhưng một hôm tôi đang đọc những cái chỗ mà tôi cho là lằng nhằng, tôi định lướt qua, thì tôi nghe trong lòng tôi có một tiếng nói rất là rõ ràng. Ta là Đức Chúa Trời vĩ đại, làm những công việc vĩ đại, nhưng mà ta không bỏ qua những công việc mà các con tưởng chừng như rất là nhỏ. Ta chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời của các con, và ta muốn ban cho các con phước hạnh trong từng lĩnh vực của cuộc đời các con. Cảm ơn Chúa anh chị. Buổi sáng nay hãy cùng với tôi suy gẫm lại đức tin của mình thông qua phần Kinh Thánh Gia-cơ chương 2 từ câu 14 cho đến hết chương, tức là câu 26. Anh chị em mở ra với tôi thư Gia-cơ chương 2 từ câu 14 cho đến câu 26. Tôi xin công bố lời Đức Chúa Trời. Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ, thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Nhưng có người sẽ nói, bạn có đức tin còn tôi có hành động, hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng, ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Chẳng phải Abraham tổ phụ chúng ta đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Isaac trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm. Abraham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? Xác không hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Amen. Anh chị em thấy trong đây có một cái câu, nếu chúng ta không suy ngẫm kỹ, chúng ta sẽ thấy dường như Kinh Thánh có sự mâu thuẫn. Ở đây có câu 24. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Nhưng hãy mở ra với tôi ở trong Roma, tôi muốn phân tích cái điều này để anh chị em không có bị nhầm lẫn. Mở ra với tôi thư Roma chương 3 câu 28. Thư Roma chương 3 câu 28 chép như thế này: vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Tôi phải phân tích cái điều này trước để tránh cái sự hiểu lầm của anh chị em, rồi anh chị em lại cảm thấy bị rối trí. Ở trong Roma, sứ đồ Phaolô nói rằng vì chúng ta
tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Vậy mà Gia-cơ thì lại nói rằng chúng ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin. Có gì mâu thuẫn không? Anh chị nghe có mâu thuẫn không? Tôi thấy có vẻ mâu thuẫn, đúng không? Ở bên này ông Phao-lô ông nói rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Còn sứ đồ Gia-cơ thì lại nói rằng chúng ta được xưng công chính bởi hành động hay là bởi việc làm chứ không chỉ bởi đức tin. Có mâu thuẫn không? Không chỉ bởi. Dạ, tôi giải thích cho anh chị em hiểu. Thật ra Kinh Thánh không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Và đôi khi chúng ta không hiểu thôi. Sứ đồ Phao-lô ở trong thư Roma thì đang làm rõ một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì rất là nhiều người ở trong thế giới này họ cứ nghĩ rằng bởi cái việc làm của họ, bởi hành động của họ, bởi những cái sự tu thân tích đức gì đó, tích lũy nhân đức cho con cháu gì đó đủ thứ thì họ sẽ được cứu. Và kể cả đối với dân Do Thái thì họ dùng cái sức riêng của họ để thực thi luật pháp của Đức Chúa Trời và mong rằng được cứu. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô đã chỉ cho họ thấy rằng những cái nỗ lực đó là vô ích, bởi vì chúng ta không thể nào dùng cái sức riêng của con người để có thể nhận được sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi chỉ có thể đến qua Chúa Giêsu Christ, qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và khi chúng ta tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ, chúng ta đặt cuộc đời mình vào ở trong chính dòng huyết báu của Chúa thì chúng ta sẽ được cứu. Vậy cái đức tin nơi chính Chúa Giêsu Christ đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta chứ không phải là sự nỗ lực cá nhân để tìm kiếm sự cứu rỗi theo cách của những người Do Thái theo tinh thần luật pháp hay là theo cách của các tôn giáo ngoài đời này. Anh chị em biết rằng các tôn giáo ngoài đời này, tôi không nói về những cái đạo làm ác, tôi nói về những cái đạo tốt, đạo thiện. Có những người họ đặt một cái câu hỏi như thế này. Ngay tại Mỹ, ở tại San Jose, trong một cái buổi truyền giảng người ta tổ chức ở nhà hàng, thì tôi còn nhớ trong chuyến đi vừa rồi tôi được đặt một cái câu hỏi như thế này. Người ta nói rằng đạo nào cũng tốt, vậy thì tại sao chúng tôi phải tin cái đạo tin lành này? Thì lúc đó tôi có giải thích cho họ hiểu, có nhiều điều giải thích, nhưng mà đây là cái ý, một trong những cái ý mà tôi nói với họ. Tôi đồng ý với họ một cái điều là có những cái đạo tốt, nhưng mà khi họ nói rằng đạo nào cũng tốt thì tôi không đồng ý. Trong đó tôi chỉ ra cho họ là Sa Tăng giáo có tốt không? Lắc đầu. Sa Tăng giáo sao tốt được, đúng không? Dạy người ta nói dối, dạy người ta hãm hiếp phụ nữ, dạy người ta đánh người giết người thì sao tốt được. Rồi Hồi giáo cực đoan có tốt không? Không tốt, đánh bom liều chết, đúng không? Và một số cái tà đạo khác thì làm sao tốt được. Như vậy thì không phải đạo nào cũng tốt. Nhưng bây giờ tôi đang nói giữa toàn những cái đạo tốt thì có những cái đạo rất là tốt, và tại Việt Nam chúng ta có những đạo rất là tốt. Chúng ta không thể nói đạo đạo không tốt được. Nếu anh chị em nói như vậy anh chị nói sai. Chúng ta đừng bao giờ nói đạo người ta không tốt. Đạo người ta rất tốt. Và tôi có nói với họ cái này, cái đạo tốt nó không cứu được con người. Đạo tốt không cứu được con người, nhưng chúng ta cần một đạo vừa tốt mà vừa quyền năng nữa. Và tôi có một cái ví dụ cho họ và họ hiểu ra ngay. Tôi nói ví dụ như là ba mẹ của chúng ta là những người rất là tốt với chúng ta, đúng không? Những người ba mẹ thông thường ở trên thế giới này, tôi không nói đến những người ba mẹ rất là đặc biệt độc ác rồi vứt bỏ con khi sinh ra, hay là đầy đọa con cái, đánh đập dã man. Tôi không nói, đó là một thiểu số nào đó cá biệt thôi. Còn hầu hết cha mẹ rất là yêu thương con cái, và không ai có thể yêu thương chúng ta hơn cha mẹ chúng ta. Anh chị em có đồng ý với tôi điều đó không? Và cha mẹ của chúng ta giả sử rất là tốt, nhưng mà rõ ràng là có rất là nhiều trường hợp, nhiều tình huống trong cuộc đời chúng ta mà cha mẹ chúng ta không thể nào can thiệp để giải cứu chúng ta được. Tôi nói ví dụ, một cái cô gái rất là đẹp bị một cái đám côn đồ nó xông vào nhà, và thậm chí nó hãm hiếp trước mặt cha mẹ. Và cha mẹ thì đã lớn tuổi rồi và hoàn toàn yếu ớt và không có vũ khí gì, trong khi cái đám côn đồ đó là những thanh niên khỏe mạnh và đồng thời có vũ khí trong tay. Thì mặc dù cha mẹ rất là tốt và rất là muốn cứu con gái của mình, nhưng mà họ đành bất lực. Họ đứng đó, họ rơi nước mắt ở trong sự khống chế của những tên côn đồ. Họ không thể nào cứu được đứa con gái yêu dấu của họ. Và họ cứ đứng đó và chứng kiến đứa con gái bị hãm hiếp, hết đứa này đến đứa khác nó hãm hiếp, rồi chính bản thân họ chịu không nổi, họ xỉu, hoặc có những người thậm chí họ ngất rồi họ ngã ra chết luôn. Đó là những điều mà chúng ta thấy thỉnh thoảng Kinh Thánh vẫn đưa ra. Như vậy thì chúng ta thấy mặc dù cha mẹ chúng ta tốt, nhưng mà không thể cứu chúng ta trong trường hợp đó. Cũng như vậy, có những cái đạo tốt trong cuộc đời này, nhưng mà những đạo đó không thể cứu chúng ta, bởi vì không có cái quyền năng
để có thể cứu chúng ta. Bởi vì cái quyền lực ma quỷ rất là lớn. Ở trong vũ trụ này chỉ có một quyền lực duy nhất có thể trấn áp được ma quỷ, có thể đánh bại ma quỷ và giải phóng cuộc đời chúng ta. Đó là quyền lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể chứng minh được điều đó. Rất là nhiều người họ đã đến, họ tìm chúng tôi trong khi đang ở tại Mỹ. Và họ theo những cái đạo khác nhau, những đạo mà theo cái nhìn của xã hội thì rất là tốt, nhưng mà họ không thể nào chiến thắng được bệnh tật, họ không thể nào chiến thắng được những cái thói hư tật xấu trong cuộc đời của họ. Họ có những người phụ nữ mà bị bầm dập bởi cuộc hôn nhân này đến cuộc hôn nhân khác. Họ thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân, họ mong muốn gặp một người đàn ông tốt hơn, nhưng rồi cuộc hôn nhân sau cũng y chang như vậy, họ lại tiếp tục bị chà đạp, rồi họ lại thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó, họ lại mong muốn gặp một người đàn ông tốt hơn, nhưng mà họ lại tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn khốn khổ đó. Cho đến khi mà họ thật sự gặp chúng tôi nói cho họ nghe về Chúa, về đức tin mà họ cần phải đặt nơi Chúa, và họ bắt đầu đồng ý để từ bỏ cái đức tin sai lầm của họ và đặt đức tin vào nơi Chúa Giêsu Christ. Và anh chị em biết không, ngay trong cái buổi đó, khi họ thật sự mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình và có những cái lời công bố theo sự hướng dẫn của chúng tôi, thì họ cảm nhận sự bình an của Chúa tràn ngập trong lòng của họ. Họ cảm nhận vấn đề được giải quyết ngay từ trong đời sống nội tâm của họ. Họ cảm nhận niềm vui lần đầu tiên thật sự đến với họ, và họ bước ra với một cái nụ cười hạnh phúc. Thưa anh chị em, những cái cách thức của người đời này mong muốn tìm kiếm sự cứu rỗi dựa vào nỗ lực cá nhân, dựa vào tôn giáo, tất cả đều thất bại hết. Và tôi nói với anh chị em rằng chỉ có đức tin đặt nơi Chúa Giêsu Christ mới có thể đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi thật và sự giải phóng cho những cái gì đó bị trói buộc ở trong đời sống chúng ta. Và chỉ có đức tin thật nơi Chúa Giêsu Christ có thể đem lại sự chữa lành siêu nhiên cho thân thể của chúng ta, và chỉ có đức tin thật nơi Chúa Giêsu Christ mới có thể đem lại những phước hạnh lớn nhỏ trong cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Cho nên cái điều mà Gia-cơ nói ở đây không có nghĩa là ông đang bảo chúng ta là đặt những cái công việc của xác thịt, của sự cố gắng loài người lên trên đức tin, nhưng ông đang muốn làm rõ cái đức tin mà có thể cứu được cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta mở lại ở trong Gia-cơ, mở lại nhé. Như vậy thì ngay từ những câu đầu tiên chúng ta thấy Gia-cơ nói như thế này: thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? À, như vậy thì cái đức tin mà có thể đem lại sự cứu rỗi cho cuộc đời của chúng ta phải là một cái đức tin mà được minh chứng, được thể hiện qua hành động. Anh chị nghe cho kỹ này: đức tin có thể đem lại sự cứu rỗi cho cuộc đời của chúng ta và nhiều điều khác nữa, trong đó có sự giải phóng khỏi những cái quyền lực ma quỷ trói buộc trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống chúng ta, trong đó có sự chữa lành, vân vân. Đức tin đó phải là một đức tin được minh chứng hoặc là được kèm theo bởi những hành động. Như vậy thì Gia-cơ không có ý nói rằng chúng ta cần những cái hành động ở trong nỗ lực xác định của con người để được cứu mà không cần đức tin. Gia-cơ không có ý nói đó, mà Gia-cơ đang muốn làm rõ cái đức tin mà có thể cứu được cuộc đời chúng ta. Đức tin đó phải là đức tin được minh chứng bởi những hành động thực tế, những hành động cụ thể. Đức tin đó là đức tin phải được kèm theo bởi những hành động. Amen anh chị em. Amen. Nhưng anh chị em nghe đây, hành động đó là hành động đi theo hướng nào? Có phải đây là một ví dụ của đức tin mà Gia-cơ nói không? Tôi đưa ra một ví dụ, anh chị em thẩm định xem có đúng không không nha. Bây giờ một người họ quỳ gối xuống, họ cầu nguyện, họ nói rằng là: Chúa ơi, xin dẫn dắt con, xin ban cho con một cái công việc thật là tốt để con làm và con có thu nhập. Họ cầu nguyện với Chúa. Rồi khi họ cầu nguyện thì họ chưa thấy một cái sự dẫn dắt cụ thể nào của Chúa hết, và thế là họ quyết định hành động. Họ đứng dậy và họ suy nghĩ thế này: bây giờ mình biết là cái người bạn của mình đó đang làm ở trong cái hãng bia, là giám đốc của cái hãng bia đó. Bây giờ nếu mình đến mình nhờ thì chắc chắn là người bạn mình sẽ nể tình và sẽ cho mình cái công việc ở hãng bia đó. Và chạy đến và bắt đầu hành động. Đó là: bạn có thể cho mình một công việc được không? Bây giờ mình đang thất nghiệp, mình đang rất là cần công việc. Thế cái người bạn đó nói: được, bạn bè không à? Rồi bây giờ vô làm đi, vô làm ngay ngày mai luôn, chuẩn bị nha. Là thế là chúng ta trở về và chúng ta vui mừng, chúng ta nói: ồ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, bây giờ thì con hiểu thế nào là đức tin có hành động rồi, rõ ràng luôn. Con cầu nguyện xong có hành động cái là con có việc liền. Có phải là đức tin có kèm hành động là đức tin như vậy không? Phải là cái điều Gia-cơ nói đây không? Xin thưa không. Vậy mà có một số người họ đã đưa lòng như vậy đó anh chị, có đã từng nghe họ nói rõ ràng luôn. Họ cầu nguyện mà không chờ đợi Chúa bao giờ cả, họ cầu nguyện là để lấy lệ thôi, và sau khi họ cầu nguyện thì họ đi ra và họ làm những cái điều gì mà họ muốn làm theo cái xác thịt của họ, theo cái suy nghĩ thông thường của họ, và họ cho rằng đó là đức tin có hành động. Xin thưa không, cái hành động
động này là cái hành động đặt trên nền tảng ý muốn của Chúa. Còn nếu không phải vậy thì tôi xin thưa với anh chị em, ở ngoài kia có rất nhiều người của đức tin. Bởi vì người ta tin nên một cái điều gì đó và người ta có hành động rất là nhiều. Thậm chí họ hành động nhiều hơn chúng ta. Nhưng cái này để ở chỗ là gì? Thứ nhất, họ đặt đức tin không đúng đối tượng. Thứ hai là họ hành động không theo lời của Đức Chúa Trời, mà họ hành động theo bản năng của họ hay là theo những cái gì đó khác hơn là lời Đức Chúa Trời. Cho nên là cái đó nha, chúng ta phải thống nhất với nhau. Đức tin thật là đức tin mà chúng ta có những cái hành động cặp theo, và những hành động đó là hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen chị em, phải làm rõ điều này. Phải làm rõ điều này phải anh chị em. Như vậy thì một cái đức tin mà có những cái hành động cặp theo như vậy mới thật sự là một đức tin thẩm định, một đức tin đúng để chúng ta được cứu. Cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều người, nếu chúng ta hỏi họ, bạn có phải là đức tin không? Thì họ sẽ rất là tự hào đó. Đúng rồi, tôi là cơ đốc nhân này. Mà tôi không chỉ là một cơ đốc nhân bình thường đâu nhé. Có nhiều người đến gặp chúng tôi, những người bị bệnh. Thậm chí thầy bảo ở đôi khi cũng gặp những người đó, họ rất là bực mình. Họ gặp chúng tôi, họ bắt đầu họ nói đủ thứ. Mục sư biết không? Thầy biết không? Gia đình của tôi là ba đời tin Chúa nha. Ông nội của tôi là mục sư, ba của tôi là mục sư. Thậm chí vừa rồi ở bên Mỹ tôi có gặp một cái anh đó, hiện giờ là một cái người mà sống không có tốt đẹp. Theo những người ở trong cộng đồng họ nói như vậy. Vợ của ảnh cũng rất là đau khổ về ảnh. Lâu lắm rồi ảnh không đi đến nhà thờ. Nhưng hôm đó có một cái chương trình của chúng tôi thì có ai đó mời ảnh đến và ảnh đến dự. Ảnh vừa mới ngồi vô, cái mặt của ảnh không có một cái vẻ gì là khiêm nhường cả, mà tôi có cảm giác như anh này là một chức sắc gì đó ở trong một nhà thờ nào đó. Nhưng mà khi tôi hỏi ra thì thật ra lâu rồi anh đi nhà thờ, nhưng cái mặt thì cứ nghênh nghênh lên như vậy và ngồi kế bên chúng tôi và nói như thế: tôi quen với mục sư này, tôi quen với mục sư kia, ở nhà tôi dòng họ của tôi ông này là mục sư, ông kia là mục sư, ông nọ là mục sư. Mà tôi hỏi anh chứ lâu nay anh có đến thờ phượng Chúa không? Tôi hỏi một câu rất là tế nhị nhưng anh ta không hiểu luôn. Anh ta lại tiếp tục kể về những mối quan hệ: tôi quen thằng bạn tôi là mục sư, đủ thứ, kể đủ thứ hết. Và nói chứ ôi cái nhà thờ mục sư là tôi quen rất là nhiều. Điều đó không có ích lợi gì trong đời sống của chúng ta cả, thưa anh chị em. Có rất là nhiều người họ cứ suy nghĩ như vậy đó, và nó không có một ích lợi gì cho đời sống của họ cả. Bây giờ chúng ta cần một cái đức tin, và đức tin đó phải kèm theo những hành động dựa trên ý muốn của Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay ở trong từng lĩnh vực chúng ta đã kiểm tra và thấy rằng mình là một người có đức tin và mình hành động theo lời Đức Chúa Trời? Tôi nói ví dụ, một ví dụ rất đơn giản thôi. Những người mà đi đến một buổi truyền giảng thì khi mà người ta kêu gọi lên tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì chúng ta thấy có những người bước lên và cũng cầu nguyện theo. Nhưng mà sau cái sự việc cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó, chúng ta hãy quan sát từng cuộc đời và chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa đức tin có hành động và đức tin không có hành động, hay là đức tin thật và đức tin giả, hay là đức tin chết và đức tin sống. Như vậy thì tôi gọi đức tin không có hành động là đức tin chết, vì chính Gia Cơ nói như vậy. Như vậy có nghĩa là đức tin có hành động dựa trên ý muốn Đức Chúa Trời là đức tin sống. Như vậy thì anh chị em thấy có thậm chí rất nhiều người bước lên những cái buổi truyền giảng tổ chức ở sân vận động, và thậm chí có những lúc người ta thống kê là bao nhiêu ngàn người đó, thậm chí mười mấy ngàn người, mấy chục ngàn người vân vân. Nhưng trong thực tế thì có bao nhiêu người ngay sau cái sự kiện đó họ sẽ đi đến hội thánh của Chúa để thờ phượng Chúa? Hay là có bao nhiêu người ngay sau sự kiện đó họ trở về nhà và họ dẹp sạch hết bàn thờ hình tượng, họ dẹp sạch hết tất cả những sự thờ cúng mê tín dị đoan để đi theo Chúa? Có phải con số đó ít không? Rất là ít. Anh nhận thấy không? Như vậy thì rõ ràng đó là cái ví dụ để chúng ta thấy rằng có hai nhóm người khác nhau. Một nhóm người có đức tin và có hành động kèm theo để minh chứng cái đức tin đó là đức tin đúng. Và nhóm người thứ hai là nhóm người mà họ cũng nói là có đức tin nhưng mà không có hành động nào kèm theo cả. Ngay sau khi họ đứng đó và họ lặp lại theo lời của ai đó hướng dẫn họ cầu nguyện, họ trở về nhà họ tiếp tục thờ cúng. Khi các tín hữu mời họ đến thờ phượng Chúa, họ không đến, họ không muốn đến. Như vậy thì điều đó tố cáo rằng cái đức tin mà họ nói là họ có đó thật sự không phải là đức tin đúng. Anh chị hiểu điều đó không? Tôi cảm ơn Chúa bởi vì cái chuyến đi Mỹ này rất là ấn tượng trong nhiều cái khía cạnh. Và một trong những điều mà tôi tạ ơn Chúa vô cùng là những linh hồn được cứu và những cái trái còn đậu lại. Những cái người mà đã đến và chúng tôi đã hướng dẫn họ tiếp nhận Chúa đó, thì trong đó có những người mà thậm chí không nhắc nhở họ, họ tự trở về nhà, họ dẹp bàn thờ hình tượng, họ dẹp dọn dẹp cả Facebook của họ, tất cả mọi thứ. Họ ý thức như vậy và họ chủ động họ làm, họ xin được nhận báp têm. Tôi có làm chứng với anh chị em ở trong thời gian trước, đúng không?
Và cho tới buổi sáng hôm nay, tôi vẫn còn thấy được cái bằng chứng của một đức tin qua hành động. Sáng nay một trong những người đó đi vào trong cái thông báo chương trình của chúng ta, và người đó đã một lần nữa cảm ơn Chúa và cảm ơn tôi, bởi vì Chúa đã đem tôi đến với cô ta và chia sẻ phúc âm cho cô ta. Và tôi nhìn Facebook của cô ta cũng như cái lời làm chứng của một số anh chị em, tôi biết là từ sau khi tiếp nhận Chúa thì cô ta chủ động đến với Chúa, chủ động đến hội thánh của Chúa, thờ phượng Chúa. Và thậm chí tôi nghe một cái bài giảng của một tôi tớ của Chúa đang giảng, cô ta ngồi ở dưới và nghe giọng cô ta rất là phấn khích khi nghe giảng. Mỗi một cái lời hợp lý của tôi tớ Chúa nói thì cô ta amen, và cô ta nói ôi lời Chúa hay quá, thưa anh chị em. Và có những cái quyết định thay đổi ngay trong cái đời sống, ngay trong công việc của mình, đó là đức tin qua hành động, đó là đức tin sống. Đức tin sống là đức tin đem chúng ta đến sự sống và sự sống sung mãn của Chúa, thưa anh chị em. Chúng ta hãy kiểm tra lại đời sống của chúng ta. Ngay trong căn phòng này cũng như là cuộc đời của những anh chị em đang theo dõi qua hội thánh online, chúng ta kiểm tra lại cuộc đời mình xem. Thứ nhất, chúng ta kiểm tra xem mình có thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình chưa? Mình có thật sự tin Chúa Giêsu Christ không? Mình có thật sự được cứu chưa? Tôi nghe nói có nhiều người họ nói rằng họ tin Chúa nhưng mà họ vẫn tiếp tục cúng bái, họ vẫn tiếp tục đi đến thầy này thầy nọ, thầy bói, thầy bùa, thầy ngải. Tôi nghe nói là một số người nói rằng mình tin Chúa nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục mở quán nhậu, bản thân của họ vẫn còn nhậu nhẹt say xỉn. Có một số người nói rằng mình tin Chúa nhưng bản thân của họ vẫn tiếp tục chìm ngập ở trong thuốc lá, ở trong ma túy, ở trong đề đó, ở trong cờ bạc. Anh chị em ơi, đức tin mà không có hành động kèm theo là đức tin chết. Nếu một người có một đức tin thật ở trong họ thì họ sẽ có một khuynh hướng để làm theo lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu đã nói rằng người nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay sôi động nhà ấy nhưng không sập thì đá cất trên đá, và vần đá đó chính là Ngài. Và Chúa cảnh báo rằng người nào nghe mà không làm theo lời ta phán đây thì giống như một người dại dột cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay sôi động nhà ấy thì bị sập và bị hư hại rất nhiều. Một sự cảnh báo nữa rất là nghiêm khắc cũng từ nơi Chúa Giêsu. Ngài nói rằng chẳng phải kẻ nào nói lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu, bèn là những người làm theo ý muốn của Cha ta trên trời vậy. Hôm nay tôi muốn có một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, và đây là cơ hội để mọi người chúng ta nhìn lại mình xem chúng ta thật sự có cái đức tin để đem chúng ta vào sự cứu rỗi chứ, hay là cái loại đức tin ở đâu chúng ta chỉ là một loại đức tin tôn giáo thôi. Làm sao để chúng ta biết đức tin của chúng ta là thật hay giả? Căn cứ vào cái khuynh hướng là chúng ta có muốn làm theo lời Đức Chúa Trời hay là không. Anh chị hiểu không? Ngày hôm qua tôi nhắc một đứa em họ của tôi, nó đã từng đến hội thánh của chúng ta. Anh chị biết rồi đúng không? Vì yêu thương mới nhắc nhở. Nếu không yêu thương tôi không cần phải nói đấy, đúng không? Nếu không yêu thương chúng ta không cần phải mất thì giờ để nhắc nhở ai cả. Tôi gọi điện thoại và tôi nói chuyện với nó. Tôi nói là lâu lắm rồi anh không thấy em đến hội thánh. Lý do vì sao? Có gặp khó khăn gì không? Tôi nói là em phải đi làm. Chủ nhật em phải đi làm, người ta cho em nghỉ. Thì tôi mới nói là anh biết, anh biết như thế. Nhưng mà em có quyền quyết định cho cuộc đời của em. Hãy nghe anh cho thật kỹ đây. Anh nói điều này là vì chính cuộc đời của em. Em suy nghĩ lại trong bao nhiêu năm tháng vừa qua, em chỉ làm theo sự lèo lái của con người. Em sợ con người, và em sợ là mình không làm theo họ thì mình sẽ không có công việc. Em nghĩ rằng không có công việc đó thì em sẽ chết, em sẽ không có tiền. Nhưng mà rồi bao nhiêu năm tháng qua em nhìn lại, em chân thành nhìn lại cuộc đời em có tốt không? Kể cả về phần vật chất, em có thấy là mình được dư dật, mình được phước hạnh gì trong vật chất không? Hay là em thấy mình phải sống chật vật từng ngày? Chẳng lẽ em có chán cuộc sống đó sao? Hôm nay anh đến, anh nói với em vì anh yêu thương em. Anh nói rằng em hãy đặt đức tin lên Chúa. Bây giờ em hãy đi đến và nói với cái người chủ của em rằng em là một người tin Chúa, và em không thể không thờ phượng Chúa.
em cần phải đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. Và nếu anh không cảm cho em sẽ tiếp tục làm việc cho anh và làm việc hết lòng. Anh sẽ không thiệt hại gì cả. Nhưng mà nếu anh không cho em nghỉ thì em quyết định phải nghỉ, bởi vì điều này rất quan trọng với cuộc đời em. Thì nó mới nói là để em suy nghĩ, tôi đang cầu nguyện và tôi hy vọng là Chúa làm việc ở trong lòng của nó để nó suy nghĩ và nó hiểu được những điều tôi nói. Một số anh chị em ở đây cũng đã từng có những cái kinh nghiệm tương tự. Chúng ta bị trói buộc trong một thời gian và chúng ta nghĩ rằng nếu mình không chịu đi làm ngày Chủ nhật theo như chủ mình mong muốn thì mình sẽ mất công việc đó và đời sống mình sẽ không tốt đẹp, mình sẽ thiếu thốn, mình sẽ khó khăn. Nhưng mà thực chất khi anh chị em bám theo công việc mà anh chị em lại xa rời Chúa, xa rời nhà Chúa thì cuộc đời anh chị em đã sao? Những người nào đã từng trải qua thì đều biết rằng giai đoạn đó là giai đoạn không tốt của cuộc đời chúng ta, đúng không? Như vậy nếu một người có đức tin và đó đức tin có hành động kèm theo thì người đó sẽ nói như thế này, suy nghĩ như thế này: tôi sẵn sàng để mất công việc này để tôi đến thờ phượng Chúa ở trong buổi sáng chủ nhật cùng với hội thánh, bởi vì tôi tin rằng đây là ý muốn của Chúa, và tôi tin rằng nếu đây là ý muốn của Chúa thì nhất định Ngài sẽ chịu trách nhiệm về ý muốn của Ngài và Ngài sẽ ban phước cho cuộc đời của tôi. Đó là đức tin có hành động. Và khi anh chị em sẵn sàng để từ bỏ công việc của mình để có thể đến nhà của Chúa, để có thể thờ phượng Chúa cùng với hội thánh, thì anh chị em sẽ thấy rằng phước của Chúa bắt đầu đến với anh chị em. Chỉ cần anh chị em thật sự tin cậy nơi Chúa và hành động theo ý muốn của Chúa thì không có lý do gì mà Chúa không ban phước cho cuộc đời chúng ta. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà họ biệt riêng thì giờ thờ phượng Chúa một cách nghiêm túc, hoặc là hành động việc này việc nọ theo ý muốn của Chúa mà cuộc đời của họ trở nên thất bại trong lĩnh vực đó cả. Tôi chưa bao giờ thấy. Nếu anh chị em thấy chỉ cho tôi đi, tôi có phần thưởng cho anh chị. Còn nếu anh chị em nói là có, tôi thấy có những người làm theo ý muốn của Chúa nhiều lắm thì cuộc đời họ te tua tơi tả, đem họ đến đây, tôi sẽ phỏng vấn họ và tôi sẽ cho mọi người thấy rằng nó không như anh chị em nghĩ. Thật ra họ chỉ loay hoay với tôn giáo, cái cách họ làm chỉ là làm bề ngoài, nhưng mà lòng họ không thật sự đặt vào trong điều đó, họ không thật sự tin, không thật sự nghiêm túc về điều đó. Tôi cam đoan với anh chị em, bất cứ một người nào trong bất cứ lĩnh vực nào họ hiểu biết lời Đức Chúa Trời trong lĩnh vực đó và họ tin và họ hành động theo lời Đức Chúa Trời thì trong lĩnh vực đó họ nhất định sẽ được phước. Có những người loay hoay suốt cuộc đời này, chúng ta cứ tìm kiếm để thực hiện ý muốn riêng của mình. Chúng ta cứ ấm ức là tại sao bây giờ tôi chưa đạt được điều đó. Và nhiều lúc chúng ta tâm ấm đến Chúa Trời, chúng ta nói tại sao Chúa không thương con, sao Chúa không quan tâm đến cuộc đời con, sao có cầu nguyện mà Chúa không nghe. Bởi vì họ đâu có bao giờ làm theo ý muốn của Chúa đâu. Kể cả cái cách cầu nguyện của họ cũng không theo ý muốn của Chúa. Tôi nhắc lại với anh chị một lần nữa, Kinh Thánh không bao giờ hứa với chúng ta rằng Đức Chúa Trời nhận mọi lời cầu nguyện. Đức Chúa Trời không bao giờ hứa với chúng ta rằng Ngài nhận mọi lời cầu nguyện. Nhưng mà Kinh Thánh hứa với chúng ta rằng Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện theo ý muốn của Ngài và Ngài nhận những lời cầu nguyện theo ý muốn của Ngài. Amen chị em. Như vậy chúng ta muốn đời sống của chúng ta trở nên một đời sống cầu nguyện linh nghiệm không? Chúng ta có muốn đời sống chúng ta tràn đầy ơn phước của Chúa không? Vậy thì chúng ta hãy tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ý muốn của Đức Chúa Trời rất là rõ ràng trong Kinh Thánh. Và khi chúng ta biết ý muốn đó, chúng ta sẵn sàng thực hiện ý muốn đó. Chúng ta thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta đang có một sự minh chứng rất là rõ ràng rằng cái đức tin ở trong chúng ta chính là đức tin đến từ Chúa, và đức tin đó là đức tin đem lại sự cứu rỗi. Amen chị em. Hallelujah. Có thể một số người nói thế này, bởi vì một sư tiên nói rằng đức tin có hành động thì sẽ đem lại sự cứu rỗi, đức tin có hành động sẽ đem lại những điều tốt đẹp, cho nên từ hôm nay tôi sẽ ráng tôi làm. Bấy lâu nay thì tôi không đi đến thờ phượng Chúa vào Chủ nhật. Bây giờ tôi ráng để tôi nghỉ công việc và tôi đi đến thờ phượng Chúa vào Chủ nhật. Rồi đi thờ phượng một thời gian, thấy sao nó cũng ca tua tơi tả. Rồi một số người nói, bây giờ tôi biết rằng Chúa là đấng chữa lành. Bây giờ mặc dù tôi cũng không muốn lắm đâu, nhưng mà vì mục sư Thiên Ân nói như vậy, hôm nay tôi ráng, tôi bỏ thuốc hết, tôi không thèm đi bác sĩ nữa. Tôi sẽ chờ đợi sự chữa lành của Chúa. Anh chị em nghĩ có hiệu quả không? Một lần nữa tôi nhắc lại, nếu chúng ta phải dùng cái nỗ lực riêng của mình thì chúng ta sẽ không thành công đâu. Chúng ta cần một đức tin mà nó thật sự đến từ chính Chúa. Đây là cái mấu chốt của vấn đề. Như vậy thì cái đức tin đó nó có khi nào? Một lần nữa tôi nhắc lại anh chị một vấn đề rất là căn bản. Đức tin nó chỉ có khi mà chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời và chúng ta nhìn nhận lại cuộc đời mình và thấy rằng mình là một tội nhân, mình sai trật, mình cần sự tha thứ của Chúa và mình thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa.
tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Khi lòng chúng ta thật sự tin và miệng chúng ta tuyên xưng đức tin nó ra, thì ngay giây phút đó đức tin tuyệt vời của Chúa, sự sống đời đời của Chúa ở trong chúng ta. Và chính cái điều đó nó sẽ thể hiện ra những con cái trong cuộc đời chúng ta. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng, sở dĩ có những người mặc dù họ hiểu hết về lý trí, họ vẫn biết rằng đức tin mà không có hành động là đức tin chết đó, nhưng mà họ vẫn không thể hành động được. Họ nghe 1000 bài giảng của 1000 mục sư, thậm chí 1000 mục sư được sức dầu, họ vẫn không thể nào họ hành động được. Vì sao? Bởi vì họ chưa bao giờ thật sự hạ mình xuống ăn năn tội lỗi của họ. Họ vẫn còn vuốt ve, họ vẫn còn trìu mến tội lỗi ở trong họ, họ vẫn còn che giấu tội lỗi ở trong họ, họ vẫn chưa muốn từ bỏ tội lỗi. Lên trên. Có nhiều người nói với tôi thế này: tôi rất là thích uống rượu, tôi không muốn bỏ uống rượu. Một số người thanh niên họ nói thẳng ra là vì họ vẫn thích sống lối sống đó. Nhưng mà những bà mẹ thì cứ lôi những cái người thanh niên đó đến và gặp tôi, nó mục sư, bây giờ mục sư làm sao, mục sư cầu nguyện cho nó bỏ thuốc lá, bỏ rượu đi, bỏ cờ bạc. Tôi nhớ một lần ở Tam Kỳ, một bà mẹ bà lôi cái thằng con tới, bà lôi nó tới, bà cưỡng ép nó tới, bà nói mục sư cái thằng nó hư đốn lắm, nó cờ bạc nó đủ thứ, bây giờ mục sư cầu nguyện sao cho nó bỏ cờ bạc đi. Thế tôi mới nhìn bà mẹ, tôi mới nói tôi xin lỗi bà, tôi không biết cầu nguyện kiểu gì cho con bà bỏ cờ bạc, trừ khi nó thật sự muốn bỏ cờ bạc thì lúc đó tôi cầu nguyện cho nó, thì lúc đó có thể giúp đỡ được nó. Còn bản thân của nó, nếu mà nó đang thật sự muốn lao vào đám cờ bạc, nó vui thích trong điều đó, thì tôi chưa sẵn sàng cầu nguyện cho nó. Và không phải căn cứ vào cái mong muốn của bà hay cái đơn đặt hàng của bà mà tôi cầu nguyện được. Như vậy thì bây giờ tôi nói cho bà nghe nè, bây giờ trước hết chính đời sống của bà, và chấn chỉnh lại đời sống của bà thật sự có một đức tin nghiêm túc nơi Chúa, cầu nguyện trong đức tin và sống một đời sống làm gương đi, nó sẽ có ảnh hưởng tốt đẹp đến con của bà. Điều đó là điều đầu tiên. Nếu bà muốn tôi sẽ cầu nguyện cho bà để bà sống một đời sống tốt đẹp ở trong gia đình của bà trước nè, để con cái bà nó nhìn vào, rồi khi cái đứa con đó nó cảm thấy là cái cuộc sống của nó như vậy là tồi tệ và nó muốn từ bỏ cuộc sống đó, thì lúc đó bà có thể đem nó đến, tôi sẽ cầu nguyện cho nó. Và tôi nói nặng với người thanh niên đó, tôi nói bây giờ con muốn bỏ những thứ đó không? Nó nói vậy không? Nó ok, tôi mới nói được. Vậy thì em cứ tiếp tục đi ra và chơi những thứ đó đi, cho tới khi nào em thấy là những thứ đó nó làm lụng bại cuộc đời của em, cho tới khi nào em thấy những thứ đó nó không đem lại bình an, niềm vui cho em, mà nó làm cuộc đời của em trở nên khốn khổ, và em cảm thấy căm ghét nó, em muốn từ bỏ nó, em muốn một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống bình an thật, vui mừng thật, một cuộc sống đáng sống, em đến tìm tôi sẽ cầu nguyện cho em và cuộc đời em sẽ thay đổi. Anh chị hiểu không? Như vậy cái đức tin sống động, cái đức tin mà có thể cho chúng ta cái xu hướng để hành động theo lời Đức Chúa Trời, đức tin đó nhất định là phải đến từ Đức Chúa Trời. Và đức tin đến từ Đức Chúa Trời là đức tin khi một người thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Nhiều người họ đi nhà thờ nhiều năm nhưng mà họ chưa bao giờ có một khuynh hướng hành động theo lời Đức Chúa Trời, bởi vì tôi biết một sự thật, họ chưa bao giờ thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Cho nên Chúa ở trong họ không phải là Chúa thật sự Kinh Thánh nói đến, mà đó là Chúa của tôn giáo, một cái Chúa theo cái tưởng tượng nào đó thôi, không cứu được cuộc đời họ. Hôm nay tôi ước ao rằng Chúa của Kinh Thánh sẽ bước vào trong cuộc đời của anh chị em. Tôi ước ao rằng Chúa Jesus Christ của Kinh Thánh sẽ bước vào trong cuộc đời của anh chị em thông qua sự hạ mình xuống ăn năn một cách chân thật. Một số người trong căn phòng này cần phải ăn năn một cách chân thật. Vì chúng ta vẫn đi con đường riêng của mình, chúng ta vẫn đang sống theo ý riêng của mình, chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được điều này, làm điều nọ, điều kia. Chúng ta giống như một cái người giàu ở trong Kinh Thánh mà Chúa Jesus nhắc đến. Mà Chúa Jesus đã nói thẳng vào mặt người giàu là hỡi kẻ dại, nếu chính linh hồn của ngươi đêm nay bị đòi lại thì những của cải mà ngươi nói nó sẽ thuộc về ai? Người giàu đó rất là giàu và ông ta đang có một kế hoạch để trở nên giàu có hơn nữa, có một kế hoạch để mở rộng vựa lẫm của ông ta và xây dựng vựa lẫm, thậm chí ở không phải là một nơi mà nhiều nơi nữa. Và ông ta suy nghĩ rằng, tôi diễn giải thật cách mà chúng ta nghĩ ngày hôm nay là ăn đến đời con đời cháu không hết. Và ông ta tự nhủ rằng bây giờ mình có quyền để hưởng thụ rồi. Và Chúa nói là hỡi kẻ dại kia, nếu chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì những của cải mà ngươi nói nó sẽ thuộc về ai? Những kế hoạch mà ngươi vạch ra đó nó sẽ như thế nào? Anh chị em ơi, đây không phải là sự hù dọa, đây là một thực tế. Có một số người khi họ nghe chúng tôi rao giảng thì họ tỏ thái độ rất là khinh khỉnh, rất là khinh khỉnh. Và những người thanh niên thì họ tỏ thái độ họ không cần Chúa gì cả. Và nhiều lần tôi nói với những người thanh niên, tôi nói như thế này: em hãy nghe cho kỹ đi, 5 phút nữa em có biết chuyện gì xảy ra với em không? Họ nói không. Em có biết 1 ngày nữa chuyện gì xảy ra với em không? Không. 1 tuần nữa? Không. 1 tháng nữa? Không. 1 năm nữa? Không. Tôi nói như vậy thì cuộc sống này nó giống như là cái trò may rủi đối với em thôi.
Bởi vì em không biết 5 phút nữa, 10 phút nữa, 1 tiếng đồng hồ nữa, 1 ngày nữa, 1 tuần hay là 1 năm gì đó nữa, chuyện gì sẽ xảy ra với em. Bây giờ tôi cho là em biết luôn đi. Cho là em biết trước là có chuyện sẽ xảy ra thì em nghĩ rằng em có thể đảm đương được không? Em nghĩ rằng em có thể nào điều khiển được mọi điều đó để cuối cùng em nhận được sự an toàn và ích lợi không? Câu trả lời vẫn là không. Thứ nhất, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ hai, chúng ta có biết chúng ta cũng không chắc là mình có thể kiểm soát được. Có quá nhiều điều mà chúng ta không thể kiểm soát, đúng không anh chị? Và tôi nói với những người thanh niên đó, đây chính là lý do vì sao tôi nói với em rằng em rất cần Chúa và cần ngay tức khắc. Đây chính là lý do vì sao mà Kinh Thánh nói rằng kìa, đây là thì thuận tiện, đây là thì cứu rỗi. Thì thuận tiện, thì cứu rỗi là khi nào? Là khi mà lời Đức Chúa Trời được công bố để nhắc nhở, để cảnh báo chúng ta, đó là lúc tốt nhất để chúng ta dừng lại công việc tội lỗi của chúng ta và ăn năn để nhận được sự cứu rỗi. Tất nhiên mỗi người đều có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Tất nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm về những quyết định trong cuộc đời mình. Nhưng tôi sẽ rất là buồn nếu như trong số anh chị em ở trong căn phòng này, cũng như trong số anh chị em là những người đang theo dõi trên hội thánh online, anh chị em đã có những quyết định sai. Và trong tới giờ phút chót anh chị em vẫn giữ nguyên quyết định đó, và rồi anh chị em chấp nhận đó rằng mình vĩnh viễn đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Đó là khi anh chị em tắt hơi và không còn cơ hội để quyết định lại. Thưa anh chị em, tôi ước ao rằng có ai đó sẽ suy nghĩ lại để thấy rằng cái số phận của chúng ta mong manh biết bao nhiêu. Có ai đó suy nghĩ lại để thấy rằng chúng ta đang sống ở trong cuộc đời này giống như chơi một cái trò chơi may rủi. Đừng bao giờ như vậy anh chị. Tôi nói với anh chị em vì sao mà Cơ Đốc nhân thật có sự bình an trong lòng. Bởi vì họ không chơi trò chơi may rủi. Mỗi một buổi sáng chúng ta bước ra ngoài đường, tại sao chúng ta có thể bình an và ca hát? Tại sao chúng ta không cần coi ngày coi giờ? Tại sao chúng ta không cần coi tử vi tướng số? Tại sao chúng ta bước ra kể cả ngày mưa lẫn ngày nắng, kể cả ngày bão, chúng ta vẫn bước ra trong sự bình an? Tại vì chúng ta đã có một đức tin đúng đặt nơi Chúa, và chúng ta biết Chúa chúng ta là ai. Chúng ta biết những ngày chúng ta còn sống Chúa sẽ làm gì cho chúng ta, và chúng ta biết rằng cái nơi mà chúng ta sẽ về là ở đâu. Cho nên chúng ta luôn bình an. Có những người trong những giai đoạn rất khó khăn ở trên thế giới về vấn đề máy bay, bởi vì có rất nhiều máy bay rơi, thì trong giai đoạn đó người ta rất là sợ, rất là hồi hộp khi đi máy bay. Mỗi lúc mà đi qua một số cái vùng trời mà anh chị biết có cái cảm giác giống như là một chiếc xe khách mà nó bị rơi vào một cái đoạn đường mổ gà liên tục á, anh chị em đi máy bay có bao giờ gặp cái tình trạng đó chưa? Tôi gặp một số lần. Nó làm y như là một cái xe mà rơi vào một cái đoạn đường mà ổ gà liên tục như vậy trên máy bay á. Rồi nhiều khi tự nhiên giống như nó rơi một cách đột ngột như vậy, rồi nó chao đảo, lỗ tai mình nó ù, rồi mọi người hoặc nhiều người họ la họ hét lên. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em, ngay trong những lúc đó tôi chưa bao giờ bất an, là tôi bình an vô cùng. Tại sao? Trong suy nghĩ của tôi là như thế này: Chúa của tôi là đấng đồng hành của tôi, và Chúa là đấng nắm giữ mạng sống của tôi. Nếu mà Ngài không muốn tôi chết thì kể cả cái máy bay nó có rớt xuống tôi cũng không bao giờ chết, đúng không anh chị? Mà nếu như đến ngày đến giờ tôi phải chết, không cần phải máy bay rớt đâu, đúng không? Ở đâu cũng chết được hết. Và tôi mới vừa kể chuyện của một gia đình người quen nào đó, có một đứa con đi lính ở bên Mỹ. Cái đứa con đó nó xung vào một trong cái đội thực chiến, có nghĩa đi ra chiến trường, và hết hạn lính rồi nó vẫn còn xin tiếp tục ở lại. Ở bên Mỹ á, thì đi lính được trả lương rất là cao và rất là nhiều quyền lợi, đặc biệt là những người thực chiến anh chị em. Nếu mà họ sống sót trở về đó, thì họ sẽ trở nên rất là dễ giàu có. Họ có cơ hội được học tất cả những gì họ muốn một cách miễn phí, họ làm cái gì cũng được tài trợ hết. Và ngay trong những ngày lính đó thì lương họ rất là cao thưa anh chị em. Thì cái đứa con của cái người quen vợ tôi đó thì xin ở lại thực chiến mặc dù hết hạn lính rồi. Thì gia đình á, họ không tin Chúa, cho nên cái bà mẹ á thì bà nói là mỗi lần mà thằng con nó ra trận á là bà phải nhà bà ăn chay niệm Phật, bà làm đủ thứ để cho thằng con bà nó an toàn ha. Thì gia đình rất là muốn thằng con nó xuất ngũ trở về càng sớm càng tốt, bây giờ có tiền tỷ họ cũng ham nữa. Nhưng mà cái người con nó nói thế nào biết không? Nó nói là nó suy nghĩ như thế này: có một thằng bạn lính của nó trong suốt những ngày thực chiến đối diện bao nhiêu hiểm nguy không chết, nhưng mà khi đi nghỉ phép về nhà đang rong ruổi chơi thì chết một cách vô duyên vì một tai nạn xe hơi. Và khi nó suy nghĩ điều đó, nó nói vậy thì tại sao tôi phải sợ anh chị không? Tại sao tôi phải sợ? Bây giờ tôi không nắm được cái gì hết, chưa chắc gì tôi chết trong này, nhiều khi những người ở nhà là chết trước tôi, anh chị hiểu không?
không có đức tin gì nơi Chúa, họ chỉ suy nghĩ vậy thôi, thì họ cũng đã không có sợ hãi gì giống người khác rồi. Nhưng mà chúng ta thì khác, chúng ta không phải suy nghĩ như vậy. Chúng ta có một Đức Chúa Trời để nương dựa vào. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thể trị, đấng có quyền trên sinh mạng của chúng ta, đấng có quyền trên sự sống và sự chết, trên sức khỏe và bệnh tật, trên tất cả mọi sự, từng chi tiết trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đặt cuộc đời mình ở trong Ngài, cho nên chúng ta không sợ hãi. Amen chị em. Amen. Anh chị em ơi, ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời. Nếu có ai đó trong căn phòng này chợt nhận ra rằng mấy lâu nay mình đi theo Chúa theo cái kiểu của đức tin mà không có việc làm, không có hành động kèm theo, có nghĩa là đức tin đó không phải là đức tin của Chúa mà đức tin của tôn giáo thôi, mà chúng ta vẫn sống một cuộc đời tội lỗi, chúng ta vẫn sống một đời theo ý riêng của mình, chúng ta vẫn biết mình sai nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm sai đó, thì đây là lúc thuận tiện nhất để chúng ta hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa và có một quyết định là từ đây con sẽ tiếp nhận lấy đức tin có hành động của Ngài và con sẽ hành động theo những gì mà Chúa muốn trong cuộc đời của con, từ những điều rất căn bản cho đến những điều khác trong cuộc đời của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta đảm bảo nhận được sự cứu rỗi của Chúa và đồng thời chúng ta có thể nhận được phước hạnh của Chúa trong từng lĩnh vực của cuộc đời chúng ta. Rồi anh chị em sẽ thấy Đức Chúa Trời chúng ta rất là thực tế. Bao nhiêu người họ suy nghĩ rằng đức tin của chúng ta là viển vông. Bao nhiêu người họ suy nghĩ là chúng ta đang làm những chuyện rùa dại, chúng ta phí thì giờ vô ích, chúng ta bốc đồng, chúng ta làm chuyện bao đồng. Tôi xin thưa không. Những gì mà tôi và anh chị em, những người thật sự tin Chúa đang làm là những điều rất thực tế. Thực tế cho chính cuộc đời của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh địa phương, cho cộng đồng, cho xã hội của chúng ta. Và thậm chí có thể tác động đến cả thế giới. Anh chị em nhìn vào cuộc đời của anh chị em không thể nào nói rằng cuộc đời này nó bao đồng được. Tại vì bản thân của tôi được phước của Chúa. Những gì mà tôi có, nhiều người ở trong anh chị em chưa chắc gì có. Và tôi tin rằng nếu anh chị em bắt đầu có đức tin và hành động, anh chị em bắt đầu thực thi những cái công việc của Chúa dạy dỗ anh chị em trong cuộc đời anh chị em, thì anh chị em bắt đầu kinh nghiệm những điều mà tôi kinh nghiệm và thậm chí lớn hơn nữa anh chị em. Đối với những người tin Chúa thật rồi thì chúng ta không còn nói về đức tin chết nữa. Chúng ta đã có một đức tin có xu hướng hành động trong chúng ta rồi. Chúng ta đã có một đức tin sống. Nhưng vấn đề ở chỗ là không chỉ sống, chúng ta cần phải sống sung mãn, sống dư dật nữa. Cho nên đối với những người đã tin Chúa thật rồi, có đức tin đó ở trong chúng ta rồi, đức tin mà Gia Cơ nói là đức tin có hành động đó, thì anh chị em ơi, tôi kêu gọi anh chị em đừng thụ động nữa, nhưng hãy đi một bước cao hơn ở trong đức tin của sự sống, đó là đức tin năng động. Amen anh chị em. Chúng ta được cứu rồi, nhưng đừng nghĩ rằng được cứu là đủ, bởi vì trong những ngày tháng còn sống, chúng ta cũng cần thừa hưởng phước hạnh của Chúa, chúng ta cũng cần quyền năng của Chúa. Chúng ta không muốn sống một đời sống bồng dập cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa ở nơi thiên đàng không? Anh chị có muốn sống vậy không? Tôi tin rằng không ai muốn sống như vậy. Chúng ta muốn sống với một cái tư thế là chúng ta đã nắm chắc chiếc vé cứu rỗi rồi, và đồng thời cái tư thế sống của chúng ta nó hơn hẳn những người ở trên thế gian này. Chúng ta bước đi ngẩng cao đầu, chúng ta không có cái điều gì mà phải cúi gằm mặt xuống cả, và chúng ta được thịnh vượng trong những lĩnh vực khác nhau, bất kể cả lĩnh vực tài chính nữa. Amen chị. Tôi thực tế và tôi muốn nhìn thấy đời sống anh chị em được sung mãn cả về những cái giá trị thuộc linh ở bên trong lẫn cả về giá trị vật chất nữa. Tôi tìm thấy trong Kinh Thánh một tin lành mà người ta đang lên án, đó là tin lành thịnh vượng. Có một cái giáo phái là tin lành thịnh vượng, nhưng mà nhân đây tôi giải thích cho anh chị em để đừng lầm lẫn. Vừa rồi có người chị em ở Hà Nội nhắn tin hỏi tôi xem tôi có phải có liên hệ gì đến tin lành thịnh vượng không. Thì tôi mới nói này, là ý chị là như thế nào. Và sau đó thì tại vì có một cái người mục sư mà theo tin lành thịnh vượng đó, và lại có kết bạn trên Facebook với tôi, cho nên làm cho người ta nghĩ rằng tôi đang theo cái giáo phái tin lành thịnh vượng đó. Cái tin lành thịnh vượng đó là như thế này nè, lúc nào cũng sặc mùi tiền bạc hết. Trong những buổi nhóm nào này, tôi ví dụ nha, nè, bây giờ anh chị muốn được phước không? Mỗi người hãy dâng hiến 10.000 đô. Người nào có đủ đức tin làm điều đó ngay bây giờ. Ai có đức tin thật dâng hiến 10.000 đô. Và có nhiều người bắt đầu nghĩ là ok, dâng hiến 10.000 đô để chứng tỏ mình có đức tin thật, dâng hiến 10.000 đô để mình sẽ được 1 triệu đô, 1 tỷ đô theo sự thách thức của họ, vân vân. À, rồi tin lành thịnh vượng nhé. Ở bên Mỹ nhiều lắm. Đứng lên, tất cả chúng ta đều là người hùng. Anh chị em rất là tuyệt vời. Anh chị em không có điều gì sai nào cả. Anh chị em toàn làm điều đúng không? Ồ, tuyệt vời. Chào mừng anh chị em đến đây. Anh chị em đã sẵn sàng cho một tương lai sáng lạng chưa? Nhưng mà không nói gì về tội lỗi cả. Mọi người đến rồi thấy cái tôi mà được khoe phút. Wow, mình là người hùng. Wow, tương lai mình sẽ sáng lạng. Wow, mình sẽ là ông này bà nọ. Họ toàn là cho người ta ăn bánh vẽ không. Cái đó là tinh thần thịnh vượng theo cách người ta nói đó.
Còn tin lành của Chúa đương nhiên phải là tin lành thịnh vượng. Cho nên tôi muốn anh chị em hiểu đúng nha. Một mặt chúng ta hiểu có một cái giáo phái mà nó sai trật như vậy và người ta gọi nó là tin lành thịnh vượng. Một mặt khác tôi muốn anh chị em hiểu rằng tin lành của Chúa phải là tin lành thịnh vượng, mà thịnh vượng theo kiểu kinh thánh không phải thịnh vượng theo kiểu mấy người kia. Như vậy thì khi mà chúng ta đã thật sự đi trong đường lối của Chúa rồi thì anh chị em ơi, chắc chắn là chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thịnh vượng trong những lĩnh vực khác nhau. Vì thì thứ nhất nói rất là rõ, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Đó là Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói, tôi không nói. Nhưng mà để chúng ta có được một cái tinh lành thịnh vượng như vậy, để đời sống chúng ta thịnh vượng như vậy, thì chúng ta có phải trả giá không? Chúng ta phải trả giá. Thậm chí cái giá mà chúng ta phải trả là cái giá cao, giá đắt, chứ không phải là giá tầm thường đâu. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chúng ta phải từ bỏ những mưu kế của kẻ dữ. Chẳng đứng trong đường tội nhân, chúng ta phải từ bỏ con đường tội lỗi. Không ngồi chỗ với kẻ nhạo báng, chúng ta không được ngồi chung với những kẻ nhạo báng. Những kẻ vô tín, phỉ báng Chúa, phỉ báng danh Chúa hay là làm những việc ô uế, chúng ta không thể nào ngồi chung với chỗ của những kẻ mà đang cố tình nhạo báng đức tin của chúng ta, hay là những kẻ đang làm những việc ô uế chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào ngồi chung ở trong một cái bàn nhậu, hay là ngồi chung trong cái chỗ người ta đang bàn bạc về cái chuyện buôn bán ma túy. Không. Không chỉ từ bỏ tội lỗi mà chúng ta còn như thế nào nữa? Chúng ta phải đọc lời Chúa, suy ngẫm lời của Chúa, để cho lời của Chúa in ấn trong lòng chúng ta nữa. Chúng ta phải trả một giá. Nhưng mà tôi nói với anh chị em là cái giá mà chúng ta trả so với những gì mà chúng ta nhận được, cái giá đó không đáng là bao cả. Amen. Nếu anh chị em thật sự tin Chúa, tin lời của Chúa, và nếu anh chị em thật sự khao khát những gì mà Chúa hứa trong lời của Ngài, thì anh chị em sẵn sàng trả cái giá này không? Sẵn sàng. Anh chị em sẵn sàng không? Tôi hy vọng là anh chị em sẵn sàng. Giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định. Tôi ước ao rằng Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi và anh chị em để chúng ta có thể có một đức tin thực nghiệm, một đức tin năng động. Chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta tin lời của Chúa và chúng ta hành động theo lời của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng chúng ta suy gẫm lại lĩnh vực đức tin này cho chính đời sống của chúng ta, những lĩnh vực rất căn bản trong đời sống của chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng suy nghĩ lĩnh vực đức tin này trên bình diện của hội thánh, ở trong cái vấn đề tương tác với xã hội. Ở đây sứ đồ Gia Cơ có nói đến cái việc là có những con người mà khi họ thấy người nào đó thiếu thức ăn rồi không có áo che thân, nhưng mà họ lại nói thế này: hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng họ lại không cung ứng những nhu cầu cho các con người đang rất là khó khăn kia. Anh chị em ơi, nếu chúng ta có thể làm tốt được cái điều này đó, thì chúng ta sẽ thấy đây là một trong những cách làm cho hội thánh của Chúa phát triển. Hồi nãy tôi đang nói trên phương diện cá nhân, nhưng bây giờ tôi nói trên phương diện hội thánh, thì tôi đang rất là khao khát hội thánh chúng ta phát triển cách mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải có cái hành động cụ thể cho những cái gì mà chúng ta rao giảng. Chúng ta rao giảng về việc cứu người, chúng ta rao giảng về tin lành cứu rỗi. Chúng ta nói là chúng ta mong muốn dân tộc Việt Nam được cứu, chúng ta mong muốn đất nước chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng chúng ta đã làm gì? Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại điều này rất là nhiều lần. Chúng ta đã làm gì để nhìn thấy thành phố của chúng ta được cứu, đất nước của chúng ta được cứu, dân tộc của chúng ta được cứu? Nếu như chúng ta đối diện với những trường hợp như thế này và chúng ta xử lý theo cách của những cái người tôn giáo như thế này: người ta đói, người ta lạnh, người ta không có cơm ăn áo mặc, nhưng mà nhiều người trong chúng ta đã có cơm ăn áo mặc, có cái gì đó để sẻ chia, nhưng mà chúng ta đã hờ hững, chúng ta không quan tâm. Và chúng ta đã chứng minh một điều ngược lại: chúng ta nói về một Đức Chúa Trời yêu thương, một Đức Chúa Trời quan tâm, nhưng chính cái hành động thiếu yêu thương, thiếu quan tâm của chúng ta đã khiến cho người ta không muốn đến gần chúng ta, không muốn bước vào hội thánh, bởi vì họ không tin rằng Đức Chúa Trời thật sự là đấng mà chúng ta rao giảng. Anh chị hiểu không? Cho nên nếu ở trong lĩnh vực này hội thánh của Chúa có một thể hiện những cái hành động để minh chứng đức tin của chúng ta, thì tôi nói với anh chị em là sẽ có rất là nhiều người họ bắt đầu nhìn thấy, họ bắt đầu tin rằng có một Đức Chúa Trời tốt lành đang hiện diện giữa chúng ta, và họ sẽ rất là khao khát để chạy đến. Nên vấn đề là chỉ có một vài người trong chúng ta đang thật sự tin điều này và làm điều này.
con số còn quá ít ỏi, cho nên ảnh hưởng chúng ta chưa có nhiều. Tôi ước gì hội thánh của chúng ta không còn một vài người nữa, mà đa số các tín hữu trong hội thánh chúng ta là những người hành động theo đức tin. Thì anh chị em ơi, chắc chắn chúng ta sẽ có một tác động ảnh hưởng rất là tốt ở trên xã hội. Tôi đang định bàn với một vài, tôi tới Chúa những người anh em của tôi để làm một số điều cụ thể như thế này. Ví dụ các hội thánh chúng ta bắt đầu hiệp lại với nhau để hiến máu nhân đạo. Tôi sẽ mời những tổ chức y tế đến để nhận cái sự hiến máu của chúng ta. Một số công việc cụ thể và thực tế như vậy. Để làm gì anh chị em? Chúng ta cần phải có những hành động cụ thể. Đôi khi có những người họ lại nghĩ một cách sai trật, họ nói rằng chúng ta được cứu bởi đức tin, nhưng không phải được việc làm, cho nên đừng làm gì hết là sai. Cái việc làm này không phải là việc làm giống như tôi nói lúc nãy để cố gắng để được cứu nữa, mà vì chúng ta đã có một đức tin thật, chúng ta đời sống chúng ta bình an, vui mừng, phước hạnh, và chúng ta tràn đầy tình yêu thương, cho nên chúng ta muốn hành động chỉ đơn giản thế thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ hành động cái gì, chúng ta làm gì, chúng ta ngồi lại và chúng ta bàn bạc với nhau ở trên bình diện hội thánh chúng ta cần làm gì trong những ngày tới. A, B, C, D, chúng ta làm gì, chúng ta cần phải rất là cụ thể trong điều đó để đem lại những ích lợi thiết thực cho cộng đồng, và qua đó người ta nhìn thấy những hành động của chúng ta và người ta tin lời chúng ta rao giảng. Amen anh chị em. Và một cái điều thứ hai mà chúng tôi mới được cầu nguyện buổi tối thứ sáu vừa rồi, đó là mỗi một tháng chúng ta sẽ bắt đầu với cái tần suất, đó là mỗi tháng một lần hội thánh của chúng ta sẽ tổ chức một cái chương trình giải cứu chữa lành, đặc biệt dành cho vấn đề giải cứu chữa lành. Tất cả những người cần được giải cứu, cần được chữa lành, dù là tin Chúa hay không tin Chúa, đều có quyền được tham dự chương trình này. Tại sao chúng ta muốn làm điều đó? Chúng ta muốn có một hành động cụ thể cặp theo đức tin của chúng ta. Chúng ta tin gì? Chúng ta tin rằng Chúa Jesus Christ là đấng nhân từ thương xót, Ngài động lòng thương xót khi nhìn thấy những đám đông bệnh tật, ốm đau, những đám đông bị ma quỷ áp chế, và Ngài muốn chữa lành kể cả một người phong hủi rất là dơ bẩn. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay rờ người, và sau đó Kinh Thánh nói rằng người phong hủi tức thì được sạch. Ngày hôm nay chúng ta nói là chúng ta đang tôn thờ đến đó, và chúng ta đang tin đến đó, và chúng ta tin rằng những lời của Ngài dạy chúng ta cần phải làm là đúng, vậy thì chúng ta sẽ hành động. Amen chị em, hành động. Bởi vì trên bình diện hội thánh thì chúng ta chưa thể nào làm mỗi tuần được, đó là điều mà tôi phải chờ đợi. Cho nên là trước mắt chúng ta làm với tần suất là mỗi tháng một buổi. Mà tôi có nói với vợ tôi, anh khao khát lắm, bởi vì anh biết đây là cái chìa khóa rất là tuyệt vời để phát triển hội thánh. Nhưng bây giờ hội thánh thì chưa sẵn sàng để có thể làm mỗi tuần một lần, cho nên trên bình diện hội thánh làm mỗi tháng một buổi. Nhưng mà cá nhân anh sẽ cố gắng sắp xếp để mỗi tuần anh có cái buổi nào đó để gặp một số người nào đó để có thể làm cái điều đó, để có thể nhiều người hơn được tiếp cận với Chúa, được tiếp cận với lời Chúa, với quyền năng của Chúa. Đây là cách mà hội thánh sẽ rất là dễ phát triển trong trên. Những ngày qua vì nhiều lý do khác nhau chúng ta chưa sẵn sàng làm cái điều đó. Bây giờ chúng ta cần phải kết ước với nhau để làm. Tôi mong muốn rằng anh chị em sẽ giúp đỡ, sẽ hỗ trợ để chúng tôi có thể hoàn thành được điều này. Amen. Anh chị em có sẵn sàng không? Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng khi có nhiều người được chữa lành, khi có nhiều người được giải phóng, khi có nhiều cuộc đời được biến đổi, thì anh chị em ơi sẽ có rất là nhiều người, họ sẽ nhìn vào những cuộc đời đó, họ sẽ nghe những lời chứng về những cuộc đời đó, và họ sẽ đến hội thánh của chúng ta. Và rồi nhiều con người đến đây thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, chúng ta sẽ thấy một ngày không xa hội thánh sẽ càng ngày càng đông đúc, và chúng ta sẽ nhân rộng ra ở nhiều nơi nữa. Amen anh chị em. Chúng ta cần một đức tin sống anh chị em, chúng ta không cần một đức tin chết, bởi vì đức tin chết đem đến sự chết, những đức tin sống đem đến sự sống, và không chỉ sống còn sống sung mãn, sống dư dật nữa. Amen. Tôi thách thức lòng khao khát của anh chị em. Tôi thách thức anh chị em về nhà và suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều này. Hãy có một quyết định trong lòng của mình. Đừng tiếp tục ầu ơ với dầu nữa. Đừng tiếp tục giống như là dân Israel cứ đi lòng vòng trong đồng vắng mãi. Hãy quyết định đột phá. Hãy quyết định rằng cuộc đời của con cần phải cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Con khao khát rằng cuộc đời của con kết quả cho Chúa. Con khao khát rằng khi con mở miệng ra thì người ta dễ dàng tiếp nhận Chúa. Khi con cầu nguyện cho ai đó, quyền năng của Chúa đến. Vâng 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 vâng. Amen anh chị em. Hallelujah. Tôi thách thức anh chị em sẵn sàng cho một giai đoạn mới, một giai đoạn mà chúng ta sẽ tăng tốc và chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn, nhưng mà phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ nhiều hơn cho cuộc đời của chúng ta. Tôi thách thức anh chị em bước vào một giai đoạn được thịnh vượng về tài chính, mà không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống ngay trong đời sống không thông tin của chúng ta. Không phải,
nhưng bởi vì anh chị em đã sẵn sàng dọn dẹp cuộc đời của mình, sẵn sàng có một quyết định ở trong lòng mình rằng Chúa ơi, từ hôm nay con quyết định sống trung tín, con quyết định hành động theo đức tin mà Ngài đã dạy con trong Kinh Thánh. Amen anh chị em. Hallelujah. Xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.